Diễm Nhi miêu tả hình thể bằng tiếng Anh khiến đồng nghiệp cùng lắc đầu chịu thua. Mới đây, Diễm Nhi và Nam Vương Thuận Nguyễn đã xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình Biệt đội X6. Đây là một game show vận động thực tế với sự tham gia của 6 nghệ sĩ, trong đó Cát Tường, Sĩ Thanh, Miko Lan Trinh và Baguio. Họ sẽ chia làm hai đội và cùng khách mời vượt qua những thử thách bí mật mà ban tổ chức sẽ đưa ra. Tuy ngoài đời là đôi bạn thân, nhưng khi cùng xuất hiện trong chương trình, Diễm Nhi và Thuận Nguyễn lại trở thành đối thủ của nhau. Cả hai cùng với 4 nghệ sĩ chính của game show đã trải qua những thử thách bốc húa khó đỡ. Đặc biệt, không thể nào không nhắc đến phần thi đoán tên phim thông qua việc miêu tả bằng ký hiệu, biểu cảm và hành động. Thông thường việc đoán đáp án bằng tiếng Việt đã khó, đằng này các nghệ sĩ phải tìm ra câu trả lời bằng tiếng Anh. Diễm Nhi hào hứng với vai trò làm người miêu tả để đồng đội tìm câu trả lời. Cô nàng đã có những biểu cảm khá hài hước khiến các thành viên còn lại không nhịn được cười. Dù miêu tả rất nhiệt tình nhưng cô nàng liên tiếp bị đồng nghiệp la toán vì không thể đoán ra được ý cô muốn nói là gì. Một hai năm gần đây, Diễm Nhi được xem là một trong những nữ diễn viên hài trẻ được yêu thích nhất tại sân khấu kịch, ngay cả trên các diễn đàn. Với gương mặt khả ái, nét diễn duyên dáng trời phú, cô nàng đã dần khẳng định được vị trí riêng của mình trong showbiz Việt. Chỉ trong một thời gian ngắn, Diễm Nhi đã sở hữu hàng loạt sản phẩm nghệ thuật ấn tượng như Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Tiệm tóc tình yêu, Chiến dịch chống ế. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!